Một song ca rất ấn tượng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ chỉ hướng đến giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa song ca với anh Hamlet. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên em xin được gửi đến quý anh chị nghệ sĩ cùng với tất cả quý khán giả có mặt trong đêm hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Em xin tự giới thiệu, em là Hạnh An và em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Hạnh An. Giới thiệu mà cũng có tweet nữa. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi mà lần đầu tiên tham gia chương trình này? Thật sự là em có một phần rất là hồi hộp. Nhưng mà đi kèm với đấy thì rất là vui. Bởi vì được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa. Và đặc biệt là được song ca với anh Hamlet Trương. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mà Trương hát bài một mình thôi, cho nên là rất là rung. Thật ra cái màn vừa rồi là bạn dẫn Trương, chứ không phải là Trương hỗ trợ bạn nữa. Cảm ơn Hạnh An và anh Hamlet rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại.
Phương thấy Hamlet Chương và Hạnh An thật sự là giống như một cặp luôn á, giống như trời xanh một cặp, rất xứng đôi. Và kể cả mặc đồ không biết có hẹn trước không mà sao tông xịt tông dữ. Đẹp hết. Nãy giờ Thức cũng nói chuyện với Phương, nói chuyện hai bạn này hợp ghê á. Thứ nhất là trang phục hợp, là giống hai giọng vừa nam nữ bè cho nhau, hay quá chừng luôn này. Thì Phương thấy là thực ra cái bài này là một mình thôi, nhưng mà hát thì thấy không có một mình thôi chút nào, thấy vui lắm. Thấy hai người luôn, giống có một mình đâu như Hamlet Chương ơi. Cảm ơn anh Thanh Đức và chị Lê Phương. Thế còn Kim Tử Long, anh chắc chắn rằng sau cái chương trình này sẽ có rất nhiều người mời em đi hát với một giọng hát và mới một cái giống dáng như thế này. Dạ, một câu nói rất là hứa hẹn à. Xin mời.
cho mai sau đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau. Đưa anh sang sông vào vườn trống chôm chín bằng xuồng ghe máy đuôi tôm. Vừa soi trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa. Tương lai mình như thế. Anh đi làm ông giáo và em mua bán chôm chôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa trống chôm chín rộ thắm như hoa hàng tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương giang ngàn. Quá luôn á, không thể tin là nó ngọt ngào thôi, như vậy. Em ơi, tại Phương đang đóng phim với Bạch Công Khanh mà Phương đóng vai mẹ của Bạch Công Khanh cho nên con không tin là má con hát hay như vậy. Bữa nay cho má làm chị nha. Ok ok, trời chị hát hay quá chị Phương ơi. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn, và khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào tiếng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa hát xong ca với Lê Phương. Xin cảm ơn MC Bạch Công Khanh rất là duyên dáng. Xin cảm ơn 40 khách mời, xin cảm ơn chị và xin cảm ơn quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài. Vương là tiếng Vương. Và công việc của em thì hiện tại em làm tùm lum hết. Em làm MC và em dạy tiếng Anh. Nhà cũng có đi hát. Đa tài không quý vị? Giọng hát của chị Lê Phương là một giọng hát nữ khá hiếm. Bởi vì nó rất là trầm cho nên khi mà các giọng nam hát cùng á thì cũng sẽ có một số khó khăn nhất định. Bạn nghĩ sao về điều này? Chị Lê Phương ngày hôm nay quá đẹp. Rất là khó để tập trung để hát được khi mà những người song ca với mình quá đẹp như vậy. Bây giờ em phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nghe những nhận xét của các khách mời còn lại. Bạn Tiến Vương này cái giọng rất là bắt mít. Và anh chúc mừng em, giọng em rất là đặc biệt nha. Dạ, em cảm ơn Tiến Long rất nhiều ạ. Còn em nói chưa thì sao? Thì em chỉ muốn cảm ơn hai anh chị là đã gợi cho em nhớ là em đã yêu thích bài hát này nhiều như thế nào. Vậy thôi. Chào đón.
Bên kia là chú Tư. Dạ. Chắc bên là đây là Út. Dạ chào cô Út. Đó. Nguyên gia đình nhà anh đó. Thấy được không cả nhà mình? Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con lúa đó xôn xao chào đón. Bảy chín nghe sĩ khoe khoang. Quan Thiên hay họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng. Thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Thiên lý ngộ, Nam Mô Di Bố Phụ. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son, Nam Mô Di Bố Phàng.
vẫn chờ hữu duyên mà thiên ly ngộn như đôi chim sổ lòng ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lên ra duyên anh cười mà thiên lý ngộ Nam Mô Di Bố Phù gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son Nam Mô Di Bố Phà ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa anh ơi em vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em mẹ về nhà đang reo các con ơi khoan khoan con sẽ về để mai mình gieo đắm mà Nam Mô Di Bố Phù gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dân ta yêu nhau thiết tha mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng anh ơi em vẫn chờ để anh về thưa với mẹ khi ra nhiên tính liền hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thánh thơi ra nhiên anh cười em ra nhiên anh thật ra là thích chia sẻ tại vì bài này hát chị Phương nhưng mà bây giờ ra duyên cưới mà bị anh Kiên anh cưới chị Phương mất rồi thì bây giờ bài này ra duyên mình tính nha. Dạ em sẽ đợi ạ. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Thanh Thức và 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Mai Chi ạ. Và em đến từ Cần Thơ. Xin chào Mai Chi. Ngày hôm nay bạn cảm giác như thế nào khi mà hát hát cạnh trai đẹp? Dạ thì dạ cũng rung ạ. Tại đứng cái trai đẹp với lại anh Thanh Thức cũng là một người rất là nổi tiếng ạ. Dạ. Bạn nghĩ sao nếu như bài này bạn hát với anh Long? Dạ còn run hơn. Dạ tại vì anh Kim Tử Long cũng em cũng rất là ngưỡng mộ ạ. Chị Lê Phương, chị nghĩ sao ạ? Khi mà bạn diễn của mình lúc trước hát chung bài này, bây giờ lại hát với một cô gái khác. Cách thể hiện của bạn Chi khác với cái giọng của Phương. Tại giọng của Phương thì trầm thấp, còn giọng của Chi thì cao, thanh. Cho nên là một cái giống như là một cái phiên bản mới thì nghe nó nhẹ nhàng thanh thoát. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Và ngày hôm nay Khanh hy vọng rằng với cái sự hỗ trợ của anh Thanh Thức sẽ giúp cho tiếng hát của Mai Chi tỏa sáng và nhận được phần trăm bình chọn thật cao của quý vị khán giả tại trường quay. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục này ạ.
Chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến những vị khách mời cũng như là các bạn khán giả trường quay cũng như là
tất cả quý vị đang theo dõi chương trình là chào thân thương nhất rồi. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Thanh Tú và em đến từ Vĩnh Long ạ. Wow. Dạ. Người con quê hương Vĩnh Long, anh dạ. Trà Vinh kế bên chòm sớm luôn nha. Vì bữa nay gọi là sân nhà của bạn đấy. Dạ. Xin chào Thanh Tú. Với giọng hát và phong cách trang phục của bạn thì có vẻ như có sự đối lập. Không biết thì dòng nhạc bạn theo đuổi là dòng nhạc nào? Dạ, hiện tại thì em đang theo đuổi dòng nhạc trẻ cũng như là rap và hip hop. Nhưng mà bạn hát cái bài vừa rồi lại rất ngọt. Nhưng mà kiểu bolero thì nó đã chất miền Tây đúng không? Dạ. Dạ, chất ăn sâu trong máu rồi. Có trong máu rồi. Dạ. Anh Hamlet Trương ơi, anh cảm giác như thế nào ạ? À? Hay là chị Lê Phương muốn nói trước? Xin lỗi cho Phương nói chị trước. Chị hào hứng lắm chị Phương ơi. Anh thật đứng đến đây nha. Không phải tại vì gì ạ? Phương nghe bạn hát thật sự luôn, Phương cảm thấy rất là thích tại vì giọng hát của bạn rất là đặc biệt. Có một cái sự tương đồng với một cái ca sĩ mà Phương cũng rất là thích. Dạ, đó chính là Hoài Lâm. Thanh Tú ơi, bạn có mối quan hệ nào với Hoài Lâm không? Ba của ảnh là anh của ba em. Trời ơi. Chú bác ruột hèn chi có phong cách giống nhau và cái chất giọng cũng khá là giống nhau nha. Cái âm giọng rất giống. Ở vậy khi mà Phương nghe trong cái 10 giây á, Phương nói ủa, chẳng lẽ có Hoài Lâm? Như ngần ấy năm trôi. Này giống Hoài Lâm. Vậy thì đầm màu tinh lên ngôi. Nghe thì rất là, nói chung là khi bây giờ nghe em hát thì rất là thích. Với lại Trương thấy thường là những giọng hát mà đi đường dài là những giọng hát có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc. Và bạn có thể là một trong những người đi đường rất là dài á. Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của Thanh Tú nhận được trong đêm nay sẽ rất cao.
thì xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây mới chỉ vụt bay. À thì xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Thưa quý vị, đó là Đừng Lừa Dối. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mặc dù Khanh luôn là người phải đính chính chương trình, mình không có sắp xếp, nhưng tôi cảm thấy quan ngại với chính mình khi mà cái sự đồng điệu này nó đang diễn ra trên sân khấu và nguồn năng lượng gần như là giống nhau. Anh Vũ, anh nghĩ gì về nguồn năng lượng này? Cái áo trắng của em với của anh lúc đầu mình bị người ta dè biểu, cuối cùng mình ra khán giả vỗ tay quá trời. Không. Mấy anh chị dè biểu mình cũng ngồi. Alo. Anh để em khúc này. Mời em. Thật ra nếu cái áo trắng đó nếu ở vai của bạn nam này thì không hề bị dè biểu. Được. Cái bạn kia mặc áo trắng vô hợp lý hết sức. Đúng, luôn rồi đó. Anh không? Yeah. Cái tấm mic áo trắng với cả cái quần da đẹp ngất ngây, cái giày màu trắng cũng đẹp ngây ngất. Nói chứ Ngô Đình Vũ, cảm ơn em. Khi em bước xuống đây em cất cái tiếng hát đầu tiên lên, tôi nói rồi vô rồi. Rồi cái điệu xuống cặp giò của em. Cái anh móc cái giò anh trước. Và anh thấy em móc theo, anh nói vô thêm một rồi. Thì đúng vậy là vô một khúc. À. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, em xin được chào tất cả các anh chị ạ. Em hôm nay em rất là vui. Em tên là Đức Phạm. Và có bao nhiêu là em chơi bấy nhiêu với anh Vũ, bởi vì là mình đã xác định mình đã tới đây rồi mà gặp anh. Em cũng theo dõi anh rất là lâu rồi và thấy là cái nguồn năng lượng của anh tỏa ra trên sân khấu. Quá đẹp, quá tuyệt vời, quá tuyệt, quá tuyệt vời. Nhưng mà qua cái phần trình diễn này nè, anh mới nhận ra một cái điều, khi chia tay chúng ta thường hay có hai cái thái độ, đúng không? Dạ. Với bạn Đức Phạm á, là một cái thái độ chia tay rất văn minh. Em về đi. Đúng à, rồi đó. Cái kiểu mà chia tay mà vẫn có thể làm bạn được, đúng không? Không, cái kiểu cái anh. Còn anh Vũ anh nè. Em về đi. Đó, vậy đó, vậy đó. Vậy đó. Tuấn Nghĩa, nói giùm anh một câu có không? Em từ nãy đến giờ em không nói được câu nào nữa rồi. Thấy chưa, người ta muốn bên em mà mọi đúng, người đúng không? Em đang nói là mọi người nói đúng quá, em đúng không quá, nói được câu nào nữa. Bây giờ sẽ là chia sẻ của chị Nguyễn Hải Yến. Cái bài hát này bạn hát giống như kiểu bạn đang đi chơi, đi dạo. Hát rất tự nhiên. Và chính bản thân Hải Yến là cái người bị cuốn theo cái gương mặt của bạn, những cái bước chân của bạn, những điệu nhảy của bạn, cái cách mà bạn thể hiện trên sân khấu. Vâng, cảm ơn phần thể hiện của Đức Phạm cũng như là những chia sẻ của các khách mời.
sẽ chẳng biết phải khóc hay cười nhưng khi nhớ em rồi lo lắng, rồi lo lắng còn không nếu em thiếu anh. Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm le vào đôi mắt tròn. Vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em qua. Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Oh, 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 oh. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu vậy. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, giới thiệu tên của mình nha. Xin chào anh Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến. Và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao, cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc ấy, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, tức là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ ca sĩ này, biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều. Cho anh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài một khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài. À, thì bạn sẽ thử em thấy một có một câu cho bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỗ giấc bao đêm. Tim hoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bạn Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu, Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cả. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế, mà khi em hát cùng với Yến không có cảm giác khập khiễng khi cái hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em.
Nghĩa ơi, hết hồn dạ. Dạ không, Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định. Thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu, và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Xin muốn
tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến ban giám khảo cùng với các khán giả và đặc biệt là chị chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Trường Hải, hiện là giáo viên môn âm nhạc tại trường tiểu học Bế Văn Đàn. Và ngày hôm nay bạn có cảm xúc nào đặc biệt không khi mà lần đầu tiên hát với diễn viên Lê Phương? Dạ, cảm xúc đầu tiên của em là mở cửa xuống và nhìn chị đẹp quá. Là có rung không? Em cũng rung chút xíu, nhưng mà đó một sự may mắn cho em. Tại vì chị đẹp quá nên em cảm giác như là kiểu như mình thân thuộc với nhau, kiểu như mình đã từng đã có một cái mối tình trong tưởng tượng thôi ạ. Để mình có cảm xúc mình hát với nhau những cái bài tình cảm như cái bài vừa rồi. Dạ, và cái phần thể hiện vừa rồi quả thật là rất là ăn ý luôn á. Chị Lê Phương ơi, chị đang nghĩ gì đấy? Chị cảm thấy là chị quá may mắn, tại vì chị chọn được giống như là người chơi đúng với cái giọng, cái tần số giọng của chị. Tại vì giọng của chị thật sự chị cảm nhận nó rất là khó và rất hay, là trời ơi, em hát hay quá em ơi. Dạ, cảm ơn. Rõ ràng đây là một màu sắc rất riêng. Anh Kim Tử Long, anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu, đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất mạnh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong con, em nhất làng ngoài. Tôi chọn đúng người rồi trời ơi, hổn quá trời hổn luôn trời.
trai lạc hạnh công tử chịu chơi. Nhất gái quê em tươi mát chân đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm. Thì đâu xá chuyện tốn hao dân già. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi. Sáu trăng mật ta dân cứ đông chơi. Anh nhất thành tinh rồi em nhất trần đời. Bằng học thoại nữa. Em ơi à. Nghe nói nè. Dạ. Nhất trai làng anh công tử hào hoa. Nhất gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng. Tròn đôi chín chàng màu đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất, nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đòn anh công tử giao sang. Tiếng cũng vàng em có út hút xoan nè. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh. Nhà em có vườn trái cây rất mạnh. Đôi trai tài gái sang kém chi ai. Dân trong làng mong đá. Thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Kim Tử Long. Thời gian bình chọn 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này và sẽ công bố vào cuối chương trình hôm nay sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ thì hãy làm quen với cô gái rất là tràn đầy năng lượng và cũng rất xinh đẹp nữa. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh. Cho phép em xin chào anh Kim Tử Long và chị Lê Phương, anh Thanh Thức và anh Hello Trương ạ. Và cùng thể toàn thể tất cả các bạn đã có mặt trong trường quay. Em là tên là Như Mai ạ, hiện đang là diễn viên. Yeah. Xin chào Như Mây. Khanh với Như Mây đóng chung phim rồi. Người quen. Yeah. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Nhưng mà anh thật sự không biết là Như Mây hát hay như vậy. Cũng dễ thương nữa. Chính là đam mê mới đưa em lên đây được. Chương trình phải nói là tại vì em sợ độ cao. Và cái thứ hai nữa em sợ tiếng động mạnh. Và em cứ nghĩ là khi mà em đứng trên sân khấu và em cháy hết mình. Còn vấn đề được hay như thế nào thì cái đó là chuyện tùy duyên. Miễn sao đã có cơ hội và mình đã chơi hết mình và cống hiến hết mình với tất cả mọi người ạ. Yeah. Yeah, cảm ơn Như Mây.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về tiết mục vừa rồi mà chúng ta đã xem. May rất là may mắn tại vì diễn viên Long, anh Long diễn rất là nhiều, do đó một tiết mục này hai người tung hứng với nhau tạo thành một cặp rất là sung trên sân khấu, làm cho Thức với Phương như này cũng diễn tự tưởng tượng mình giống như một cặp ca sĩ đang hát đó vậy luôn nữa đó. Thấy em chọn mở đầu chính xác chưa? Hay quá, xuất sắc luôn nha. Vậy thì phải nhờ công của anh Hamlet rồi. Không biết là ở đâu mà anh có một cái năng lượng quá là khủng khiếp như vậy. Mỗi lần anh bước lên sân khấu tất cả mọi người phải nhìn theo anh, phải đam mê theo anh. Và như may hôm nay bạn cũng được hưởng một phần năng lượng đó từ anh khi tuổi Long. Em là diễn viên, vì vậy cho nên là khi mà em tung hứng với anh trong cái bài hát đó, nó rất là gọi là quăng bắt. Đó là cái lợi thế của em. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một đêm chà vũ. Cho em là xinh nhất nơi đây, à ha, đẹp xinh, à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi, à ha, sáng ngời, à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em, à ha, em, à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi, à ha, lâu dài. Đẹp nhất đêm nay.
Thưa quý vị, và đó là tiết mục song ca đầu tiên của anh Đại Nghĩa cùng với một người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ bình chọn chỉ dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Đại Nghĩa chỉ làm một nhiệm vụ là hỗ trợ và giúp cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Cảm ơn anh Đại Nghĩa, chào anh Khanh và tất cả quý vị ở trường quay cũng như là quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Xin chào. Dạ, em tên là Trần Thị Như Mai. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do, hát tại các phòng trà và tụ điểm hàng đêm ạ. Xin chào Như Mai, rất là dễ thương, một nụ cười luôn nở trên môi. Chị Hải Yến ơi, chị cảm giác như thế nào sau khi nghe Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa song ca? Lúc mà anh Đại Nghĩa chọn Như Mai lúc đầu thì Hải Yến nghĩ rằng là chắc chắn là Mai cũng sẽ thể hiện tốt cái bài hát này thôi. Và khi hát cùng với anh Nghĩa như một cái điều gì đó nó rất là dễ thương. Một chàng hoàng tử trong mơ của một cô công chúa dìu dắt từng bước nhảy. Và khi đó thì Hải Yến nghĩ rằng là quý vị khán giả khi mà theo dõi trên truyền hình cũng sẽ thể thấy rằng là Mai có một cái nụ cười rất là tươi, rất là rạng rỡ và một ánh mắt rất là hạnh phúc khi được biểu diễn chung với anh Đại Nghĩa. Chúc mừng Mai. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Anh Đại Nghĩa ơi, anh nghĩ sao về người bạn diễn này? Dĩ nhiên bạn ấy là một cái cô gái xinh đẹp và Mai cũng sở hữu một cái giọng rất là hay. Anh chỉ đứng bên anh nhảy múa cùng với Mai cho Mai cảm thấy là Mai thoải mái, Mai tự tin mà thôi. Cảm ơn chia sẻ của anh Nghĩa. Không biết Tuấn Nghĩa thì sao? Em thấy là anh Đại Nghĩa chọn thí sinh quá là hay luôn, quá là mát tay luôn. Em bắt đầu thấy lo cho em rồi đấy. Đó là suy nghĩ của Tuấn Nghĩa. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh đang lăng tăng điều gì thế? Sân khấu rộn ràng, tiếng hát vui vẻ, âm nhạc vui tai, cộng lại hết tất cả mọi thứ để có được một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Bạn phải cảm ơn anh Nghĩa cũng như là cảm ơn dàn âm thanh, ánh sáng, mọi thứ và cũng phải cảm ơn tôi. Ủa là sao? Ủa? Có cái gì dính với em trong đó vậy Vũ? Phải cảm ơn tôi là tại vì nếu như mà tôi mở màn lên tôi chọn chúng em thì có lẽ em sẽ không hát được tuyệt vời như hát với anh Nghĩa. Thưa quý vị, và đó là những chia sẻ rất là dễ thương và cảm ơn Như Mai cùng với anh Đại Nghĩa vì đã mang đến một tiết mục song ca rất là tuyệt vời. Lạnh lùng trong băng giá như ánh sáng như mặt trời, không anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời, người trái tim cháy yêu thương. Ngày nào đó nếu anh dư sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Trong băng giá như ánh sáng như mặt trời, không anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá.
trai yêu thương. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chim trắng đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh dẫn xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Một ngày nào đó nếu anh xưa sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và cùng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, còn tim ta như đã lạnh buốt giá. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin chào bạn. Chào Bạch Công Khanh. Chào Tuấn Nghĩa, Nguyễn Đình Vũ, anh Đại Nghĩa và chị Hải Yến. Vâng ạ, em tên là Lê Huy. Hiện tại công việc của em là ca sĩ cũng như là làm biên tập chương trình. Về cái nguồn năng lượng thì bỗng nhiên tôi gặp cái nguồn năng lượng của bạn, tự nhiên cái tôi bỗng nhiên trưởng thành hẳn. Tôi không còn nhoi nữa. Cái nguồn năng lượng của bạn thì Hải Yến nghĩ rằng là bạn là một cái người mà cực kỳ nhiều năng lượng luôn. Và như người ta thì thường nó sẽ phân bổ, chia đều, nhưng bạn là từ đầu đến cuối cái nguồn năng lượng nó vẫn giữ nguyên luôn. Thì nhiệm vụ của Tuấn Nghĩa, nhiệm vụ của các khách mời là hỗ trợ mà. Nên là bạn ấy yêu cầu như thế nào thì mình thế thôi. Đấy Nghĩa ơi, hát đi. Bạn ấy cứ việc phiêu bên trên cao. Không, nhưng mà phải công nhận là bạn nam của chúng ta sở hữu một cái giọng hát rất là cao, cái âm vực rất là rộng luôn. Bạn Tuấn Nghĩa đến đây đúng không? Để hỗ trợ cho bạn thì ngày hôm nay thực sự là bạn đã làm cháy, làm bùng nổ cái sân khấu này rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Tuấn Nghĩa. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Thế còn anh Đại Nghĩa ạ? Anh thấy giống như mình đang qua một câu chuyện cổ tích á. Chuyện cổ tích? Cổ tích nào mà bão to thế anh? Thì đó em như một con thỏ, xung quanh là một con sói đang rình mồi. Bởi vì cái bạn này nè, không có đứng yên một chỗ. Vờn, vờn mồi chạy vòng vòng vòng, xa rần xa rần anh em. Cảm giác muốn chụp mồi bất cứ lúc nào luôn vậy đó. Mà bạn thỏ kia thì vẫn cứ hồn như gió thổi tóc nhẹ nhẹ, bye bye đó. Cảm ơn Lê Huy rất nhiều và hy vọng rằng năng lượng này của anh sẽ giúp cho anh có một phần trăm bình chọn thật cao từ phía quý vị khán giả tại trường quay nhé. Gặp em từ buổi xem nhà, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vẫn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để
anh nhớ thương ngày đêm. Ai thắp hương ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ để anh sẽ thêm giấc mơ, đành ngậm môi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Trời ơi. Trời ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ lấy chồng như người ta hát diều bông, như người ta tranh lá diều bông, chờ em chờ đến bao giờ để anh sẽ thêm giấc mơ, đành ngậm môi cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, đành ngậm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn này sau khi 8 tiết mục song ca được hoàn thành. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. Xin chào anh.
Lời nói đầu tiên cho phép Trạng Lê xin được kính gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Xin chào anh Trạng Lê. Cho anh hỏi là ca hát có phải là công việc chính của anh hay không ạ? Hiện tại giờ là chính rồi đó. Hồi trước đây là gì ạ? Trước đây thì Trạng Lê làm công việc về nhân sự. Và khi đến với chương trình này thì Khanh đã chia sẻ rằng các người chơi phải tập luyện rất nhiều các bài hát. Đó là 8 ca khúc của 4 nghệ sĩ khách mời. Và chắc chắn anh Trạng Lê cũng không hề biết là anh ấy sẽ phải hát ca khúc này và với một chàng trai khác. Cho phép Trạng Lê chia sẻ là Trạng Lê vui và cảm thấy rất là vinh dự khi mà được đứng chung sân khấu và trình diễn một bài hát mà Trạng Lê thích, cũng như là anh Kim Tử Long đặc biệt yêu thích bài này. Dạ, đặc biệt là cái chi tiết mà anh gắn cái khăn cho anh đấy. Không em ơi, vì không biết anh muốn lấy cái gì mà anh cứ đưa tay này lên, không biết cho gì giờ nó đi lòn qua luôn. Tính anh giận anh đó. Em ơi, em không có gì cho. Anh không biết tại sao luôn em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát. Và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát. Và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy. Lộng lẫy bước xuống rồi tự nhiên húp hồn anh. Mình bị cuốn hút theo. Cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Không trách bởi vì
thêm chướng ngờ. Thêm chướng ngờ. Và đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hàm Đế Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát xong ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ. Yeah. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã xong ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh. Dạ. Đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết, nên là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Hãy nước mắt
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên, cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ, công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời, chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ? Em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay. Còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. Lần đầu tiên anh nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. Cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Yeah.
một tràng vỗ tay thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai. Dạ, em xin được chào bốn vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh và cùng toàn thể các khán giả tại trường quay cũng như là các khán giả đang xem trên truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em tên là Quốc Phú và hiện tại thì em đang là ca sĩ tự do. Xin chào Quốc Phú. Nhìn bạn có vẻ như còn rất trẻ, không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? Tuổi chính xác của em là 22 tuổi ạ. Dạ. 22 tuổi mà chất giọng như thế này thì hoài nghi nha, có chút hoài nghi. Nhưng nghi gì? Em nghi, em biết vì sao không? Làm sao mà 22 tuổi người ta 22 tuổi thường là người ta vừa mới trải qua một cái tình yêu đẹp, một cái cuộc đời mà không hề phải va vấp một tí gì, không hề trải nghiệm một tí gì, sao hát trải nghiệm mới nhớ. Dạ. Chị ơi, với những cái người mà có cái chất giọng mà trầm như thế này thì thật sự là yêu sớm lắm giống như ủa em. Ủa sao tự nhiên giờ kéo cái giọng cho đúng vậy, hát giọng hồi cao nãy, lắm mà. Hồi nãy anh nói chuyện giọng cao lắm, tự nhiên cái thấy thí sinh của mình hát trầm cái giờ hạ giọng mình xuống. Hạ ghê luôn. Tuấn Nghĩa ơi, bạn cảm thấy như thế nào về tiếng hát của Quốc Phú? Quốc Phú có một cái giọng hát rất là đẹp. Và các anh chị đã thấy chưa? Ôi trời. Các anh chị đã thấy cái sự gọi là chọn, lựa chọn quá chuẩn xác chưa? Chỉ cần nhìn mỗi cái bấm của bạn ấy ở bên đằng sau cái tấm rèm thôi là đã đoán được là bạn ấy hát cái dòng nhạc của mình rồi. Vừa mới bước ra thôi, trời ơi, sao mà đẹp trai quá vậy. Bây giờ trai đẹp là phải để cho chị Nguyễn Hải Yến nhận xét. Đúng chính rồi xác. Thật ra là như thế này, ngoài cái việc mà mê đẹp trai ra thì em cũng mê giọng hát. Cái này phải nói thiệt, tức là khi mà bạn ấy cất giọng hát đầu tiên là Yến sở thế ra gà nha. Tức là một cái sự ngạc nhiên khủng khiếp luôn, là tại sao bạn ấy sở hữu một cái giọng hát đẹp như thế. Mà cái điều đặc biệt hơn ấy, khi mà Phú chia sẻ là năm nay bạn mới có 22 tuổi, thì với cái tuổi đời đó, với cái sự trải nghiệm đó mà sở hữu cái giọng hát mà Yến nghĩ rằng là của một cái người đàn ông trưởng thành cỡ khoảng 30-40 luôn ấy. Và Yến nghĩ rằng là bạn có thể lựa chọn cái dòng nhạc tình này để làm cái dòng nhạc mà bạn có thể theo đuổi và chinh phục khán giả của mình trong thời gian tới. Chúc mừng bạn. Rất cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Anh Đại Nghĩa ơi, anh nghĩ gì ạ? Em rất là trẻ mà em hát nó đầy cảm xúc, chứ không phải hát một cách hời hợt nha. Trời ơi, cái giọng ngoài, cái giọng đẹp ra nó có cảm xúc, mà đó mới là cái điều nó chạm được tới trái tim của người nghe. Là trời ơi, trời, đừng lại, dừng lại. Em đừng cười được không? Ôi, chết chị em. Đau tim hả chị? Chị ơi, tém đi mời. Chị sao vậy? Tém. Sao tôi cười với chị mấy năm trời, chị không bao giờ cho tôi cảm giác này hết. Đúng là tôi cũng này. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và Khanh tin chắc rằng quý vị khán giả tại trường quay cũng có những lần phải nổi da gà với cái tiết mục này, đúng không ạ? Mùa đông như vây kín kỷ niệm cô đôi mình, lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về giống nghe lòng, còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi, với những đôi xót xa dâng ngân đưa người đành cho ta mật ngọt phôi pha. Dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa, khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Tâm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời, ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa, nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rồi sau nó vỡ nát trong tim, bao người vỗ giấc bao đêm ngỡ.
nằm ngồi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa mù. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là cháy đắng không tệ con thuyền lướt sóng lên đây tìm hồi bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương. Ta viết trao nhìn ta bao lần với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chỉ một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời. Ngàn ngày trôi qua ngầm ngồi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước rất sâu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm ngậm ngùi cõi mơ nghe như trời vơi khi bao yêu đương úa mù. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên con thuyền lướt sóng lên đền tìm hồi chẳng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu. Bây giờ kính mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Không, trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh. Chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay. Và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duyên Minh ạ. Và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Duyên Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ, vui là được. Dạ. Sao Chiến? Cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập ở trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh.